Kính thưa quý vị, chỉ còn vài ngày nữa thôi sẽ đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Rất nhiều người dân đang sinh sống và làm việc tại các thành phố lớn chuẩn bị về quê đón Tết. Nhiều người mong chờ giây phút sum họp với gia đình sau một năm đối mặt với áp lực cả về tài chính lẫn tâm lý khi phải đáp ứng các quy định về giãn cách xã hội, hạn chế di chuyển vì dịch bệnh. Trong bối cảnh tỷ lệ bao phủ mũi 2-3 vaccine đang ở mức cao, mức độ hiểu biết về COVID-19 cũng có nhiều thay đổi so với Tết Nguyên đán năm 2021. Đồng thời, khả năng phòng chống dịch của hệ thống y tế cũng tốt hơn trước rất nhiều. Nhiều người hy vọng việc về quê đón Tết năm nay sẽ thuận lợi. Tuy nhiên, thực tế đang cho thấy nhiều nơi đang đi ngược lại với thành quả chống dịch gần một năm qua, đồng thời làm khó người dân có nhu cầu chính đáng về quê đón Tết. Khi mà số ca mắc mới vẫn tăng và trong nước đã xuất hiện ca nhiễm biến chủng Omicron, thì câu hỏi liệu về quê lúc này có phải xét nghiệm cách ly hay không là vấn đề được nhiều người dân trên cả nước quan tâm. Quy định phòng dịch của từng địa phương đối với người về quê đón Tết. Hiện nay, mỗi địa phương vẫn có những yêu cầu với người từ thành phố Hồ Chí Minh hoặc các nơi khác về quê ăn Tết Nguyên đán 2022, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 khác nhau, và người dân thì rất băn khoăn không biết nên về hay thôi. Hiện tại, việc đi lại, thông thương, học hành đều áp dụng Nghị quyết 128 của Chính phủ và Hướng dẫn 4800 của Bộ Y tế, trong đó quy định chỉ cách ly với người đến từ khu vực đang cách ly y tế hoặc vùng đỏ. Tuy nhiên, hiện tại, mỗi địa phương đang có một kiểu chống dịch khác nhau, gây khó khăn cho người dân và cũng không có tác dụng chống dịch rõ ràng. Đơn cử tỉnh Thái Bình, những người đến từ vùng dịch cấp độ 3 và 4 phải xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ nhất. Trong khi đó, với tỉnh Quảng Ninh, thì người đến từ vùng đỏ, cam, đã tiêm đủ 2 liều vaccine, vẫn phải cách ly tập trung 7 ngày, xét nghiệm 2 lần, rồi tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày. Trong khi đó, tỉnh Bình Định không yêu cầu cách ly và giám sát y tế đối với người dân về quê ăn Tết, mà chỉ khuyến cáo người dân tuân thủ 5K. Do vậy, ngày 17 tháng 1, Bộ Y tế thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ đã có văn bản gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố về việc chấn chỉnh biện pháp phòng chống dịch không phù hợp. Tiếp đó, ngày 19 tháng 1, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam ký công điện số 64 CDTTG của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh hoàn thiện tiêm vaccine ngừa COVID-19 và bảo đảm phòng chống dịch trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới. Trong đó, các địa phương không được đặt ra những quy định về phòng chống dịch trái với hướng dẫn quy định của Bộ Y tế, của Chính phủ, gây khó khăn không cần thiết cho người dân, đặc biệt là trong thời điểm người dân về quê ăn Tết Nguyên đán 2022. Đề xuất công bố mở cửa biên giới với quốc tế từ ngày 1 tháng 5. Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân, Ban 4 thuộc Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn Du lịch TAB và Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam VBF, đại diện cho các hiệp hội thương mại Mỹ, Anh, châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Singapore, Hồng Kông và Canada vừa có thư gửi Thủ tướng Chính phủ, đề xuất chấm dứt tất cả các hạn chế về di chuyển nội địa cũng như di chuyển quốc tế, tức đến và đi từ Việt Nam vào ngày 1 tháng 5 tới. Trong thư gửi Thủ tướng Chính phủ, đại diện các doanh nghiệp ủng hộ việc tăng tốc tiêm chủng để đạt độ phủ vaccine ngừa COVID-19, đề án thí điểm đón khách quốc tế và nối lại một số đường bay quốc tế thường lệ của Chính phủ. Ở thời điểm này, Lào và Campuchia đã chính thức mở cửa biên giới và điều quan ngại là không ít người Việt ở nước ngoài đã và đang chọn về nước bằng các chuyến bay đến Phnom Penh rồi đi đường bộ về nước để tránh phải trả chi phí cao cho các chuyến hồi hương trọn gói. Thêm vào đó, cả người nước ngoài muốn đến Việt Nam và người Việt muốn hồi hương đều đang đối mặt với những khó khăn đáng kể do không biết hỏi ai về việc mở cửa và bao giờ thì được về Việt Nam. Từ đó, các đại diện trên cho rằng đã đến lúc cần xác định trạng thái bình thường mới. Mặc dù Omicron có thể sẽ gây nguy hiểm nhưng Việt Nam sẽ vượt qua nhờ tỷ lệ tiêm chủng cao cùng kinh nghiệm chống dịch và các phương pháp điều trị mới. Chiều ngày 18 tháng 1, trong cuộc họp công bố chỉ số cạnh tranh du lịch Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng cho rằng nên tính toán đến việc mở cửa toàn diện du lịch Việt Nam vào ngày 30 tháng 4 tới. Sau Lạng Sơn đến lượt Lào Cai, Quảng Ninh ngưng tiếp nhận trái cây để xuất đi Trung Quốc. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai và Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh vừa có thông báo gửi các địa phương về việc tạm dừng tiếp nhận phương tiện vận chuyển hàng hóa lên cửa khẩu biên giới. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai thông báo từ ngày 18 tháng 1 tạm thời dừng tiếp nhận phương tiện chở hàng hóa trái cây tươi lên cửa khẩu quốc tế đường bộ số 2 Kim Thành, Lào Cai, Bắc Sơn, Trung Quốc để xuất khẩu sang Trung Quốc. Việc tạm dừng này sẽ được thực hiện cho đến khi tỉnh Lào Cai có thông báo mới. Trong khi đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh cũng thông báo tại khu vực cửa khẩu, lối mở biên giới của thành phố Móng Cái sẽ tạm dừng tiếp nhận mặt hàng trái cây, thủy sản đông lạnh, những mặt hàng dễ hư hỏng, khó bảo quản và mặt hàng chưa đảm bảo phòng chống dịch COVID-19 để xuất khẩu sang Trung Quốc. Thời gian tạm dừng áp dụng từ ngày 17 tháng 1 năm 2022 đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trước đó, ông Lê Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết,
Trong quý 1 năm 2022, nhiều địa phương trong cả nước sẽ cung ra thị trường một lượng lớn trái cây, nên áp lực tiêu thụ sẽ rất lớn, nhất là trong bối cảnh xuất khẩu sang Trung Quốc gặp khó khăn. Theo số liệu chia sẻ tại diễn đàn kết nối nông sản sản phẩm chế biến vào thị trường thành phố Hồ Chí Minh được tổ chức ở Long An vào cuối tuần trước, ông Nguyễn Quốc Trình, Chủ tịch Hiệp hội Thanh Long tỉnh Long An cho biết, có hiện tượng các thương lái đồng loạt ngưng thu mua, chấp nhận đền cọc 3.000 đồng 1 kg khiến lượng hàng tồn thanh long tăng lên. Ước tính sơ bộ có khoảng 5.000 tấn thanh long đã bị bỏ cọc, đẩy số lượng thanh long thừa lên đến hơn 26.000 tấn. Cũng tại sự kiện, ông Nguyễn Tuấn Thanh, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Long An kêu gọi các đơn vị tại thành phố Hồ Chí Minh, chủ yếu là các đơn vị phân phối truyền thống như chợ đầu mối, kênh phân phối hiện đại như siêu thị hay sàn thương mại điện tử vào cuộc để hỗ trợ đẩy mạnh tiêu thụ thanh long tại thành phố Hồ Chí Minh trong dịp này. Thông xe kỹ thuật cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Ngày 19 tháng 1, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và doanh nghiệp dự án là Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận đã tổ chức thông xe kỹ thuật dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Thông tin từ Công ty Cổ phần BOT Trung Lương - Mỹ Thuận cho biết, dự án hiện đã hoàn thành tuyến chính và cơ bản hoàn thành các tuyến nối. Dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng chiều dài tuyến khoảng 51,5 km, có điểm đầu kết nối vào dự án cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Trung Lương và điểm cuối tại nút giao An Thái Trung, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang sẽ kết nối vào cầu Mỹ Thuận 2 đang được thi công xây dựng. Đây là dự án có vai trò đặc biệt quan trọng trong kết nối giao thương giữa khu vực đồng bằng sông Cửu Long với Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và miền Đông Nam Bộ nói chung. Cao tốc dài 51,5 km vừa thông xe sẽ giúp giảm tải quốc lộ 1, ô tô chạy từ thành phố Hồ Chí Minh tới Mỹ Thuận từ 3 tiếng sẽ giảm còn khoảng 1 tiếng 45 phút. Báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Tiền Giang cho biết, dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận có tổng vốn đầu tư phê duyệt điều chỉnh là 12.668 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương hỗ trợ là 2.186 tỷ đồng, vốn BOT là 10.482 tỷ đồng. Cổ phiếu bất động sản chứng khoán tiếp tục bị bán tháo. Ngày 18 tháng 1, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC. Ông Trịnh Văn Quyết bị phạt 1,5 tỷ đồng và đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 5 tháng vì bán 74,8 triệu cổ phiếu FLC vào ngày 10 tháng 1 năm 2022 nhưng không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Cũng từ thời điểm đó đến nay, thị trường chứng khoán luôn trong tình trạng hoảng loạn, nhà đầu tư bán tháo cổ phiếu. Thị trường phiên ngày 18 tháng 1 ghi nhận tình trạng hoảng loạn với 176 mã giảm sàn, 559 mã giảm giá, 695 mã đứng giá tham chiếu, chỉ 205 mã tăng giá. Các mã giảm sàn chủ yếu nằm ở nhóm bất động sản và chứng khoán. Nhóm cổ phiếu thuộc họ FLC như FLC, ROS tiếp tục giảm sàn, đồng thời ở trong tình trạng mất thanh khoản. Khối lượng giao dịch cổ phiếu FLC chỉ 381.000 cổ phiếu, trong khi dư bán sàn là hơn 48,2 triệu, còn cổ phiếu ROS dư bán sàn gần 75 triệu đơn vị. Tương tự, có những cổ phiếu bất động sản ghi nhận hàng triệu đơn vị đặt bán giá sàn, nhưng chỉ vài trăm nghìn cổ phiếu được khớp lệnh. Đến đây thì thời lượng dành cho bản tin Sài Gòn Times News cũng đã kết thúc. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của tất cả quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!